Sau khi chúng ta đã biết được rằng não bộ của chúng ta, cái việc phát huy tư duy tối ưu của chúng ta nó phụ thuộc vào liên kết neuron thần kinh, hay nói chính xác hơn nó phụ thuộc vào cái số lượng mạng lưới liên kết neuron thần kinh của chúng ta, và đồng thời nó cũng phụ thuộc vào việc chiều sâu, tức là cái độ dày của các mạng lưới liên kết neuron thần kinh của chúng ta như đã được trình bày ở phần trước. Thì bây giờ đến cái phần kế tiếp trong cái phần tổng quan về não bộ để chúng ta có thể tận dụng tối ưu tư duy, phát huy tiềm năng của chúng ta, thì chúng ta sẽ tìm hiểu đến một cái phần kế tiếp, đó chính là về ý thức, tiềm thức và vô thức. Như các bạn có thể nhìn thấy ở đây, ý thức, tiềm thức và vô thức. Ở đây, ý thức theo các bạn, nó chỉ nhìn vô đây các bạn cũng có thể thấy được rằng ý thức nó chỉ chiếm rất là ít cái phần trăm về năng lực của não bộ của chúng ta. Và các nhà khoa học đã chứng minh ra được rằng nó chỉ chiếm có cỡ 10% về năng lực của não bộ mà thôi. Còn lại toàn bộ tiềm thức và vô thức thì chiếm tới tận 90% năng lực của não bộ của chúng ta. Hay nói cách khác, tất cả những gì bạn suy nghĩ, tất cả những gì bạn quyết định, những gì mà bạn có thể nhận thức được, nó liên quan đến ý thức. Tất cả những gì mà bạn có một cái quy trình rõ ràng trong đầu của mình mà bạn biết nó rõ nó là gì thì nó là ý thức. Nhưng tất cả những cái điều đó nó chỉ là 10%, còn 90% còn lại nó đến từ tiềm thức của bạn và vô thức của bạn. Thế thì ý thức, tiềm thức và vô thức là gì, và tại sao tiềm thức và vô thức chúng ta lại có thể khẳng định được rằng nó chiếm đến 90% năng lực của chúng ta? Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Và trước khi bắt đầu vô cái phần tìm hiểu sau này, tôi muốn nhấn mạnh với các bạn một điều là ở chương trình Freedom Edu Academy, Học viện Giáo dục Tự do Khai phóng, nguyên tắc chủ yếu của việc giáo dục đó chính là dạy cho các bạn và hướng dẫn cho các bạn học cách cùng nhau học về việc tư duy, về việc tư duy. Có nghĩa là khi các bạn học, các bạn không nên lắng nghe và tin tuyệt đối vào tất cả những gì mà giảng viên đưa ra cho các bạn, mà các bạn còn phải có một việc nữa là các bạn phải tư duy về những gì mà giảng viên giảng dạy. Lấy những gì giảng viên nói, các bạn suy nghĩ và các bạn nâng cấp nó lên hơn nữa, và ăn cắp toàn bộ tất cả những cái tư duy, những cái ý tưởng, những cái bài giảng của giảng viên và biến nó thành của bạn, chứ đừng sao chép nó. Bởi vì sao? Nếu như bạn sao chép nó thì kiểu như là bạn chỉ đơn giản là bạn làm lại thôi. Nhưng mà cái gì mà bạn làm lại thì nó chỉ thuộc dạng là nó không phải là của bạn. Bởi vì nó không phải là của bạn nên bạn sẽ không thể nhớ được nó sâu, và bạn cũng sẽ không thể biến nó thành một phần của mình. Và do đó bạn chỉ làm một bản photocopy. Và định luật photocopy áp dụng ở đây, bạn có bao giờ thấy một cái bản nào mà photocopy mà nó đẹp hơn bản gốc không? Và có phải bạn có đồng ý rằng là khi mà bạn càng photo cái bản của bản photo thì cái bản photo ra phía sau đó nó lại sẽ càng xấu hơn không? Do đó định luật copy luôn cũng áp dụng với chính cách học của chúng ta. Nếu chúng ta chỉ đơn giản chúng ta sao chép mà chúng ta không tư duy, ăn cắp nó và biến nó lại thành một phần của mình, thì chắc chắn chúng ta sẽ không bao giờ có bản gốc. Mà nếu không có bản gốc, mọi thứ của chúng ta nó sẽ trở nên ngày càng tệ hơn nữa. Vì vậy hãy biết tư duy, hãy tìm hiểu kỹ hơn, và để có thể học cách tư duy trên việc tư duy. Thì đó cũng chính là cái cách thức mà não bộ của chúng ta hoạt động để chúng ta có thể tận dụng được tiềm thức và vô thức. Ở đây tôi sẽ nói về ý thức. Định nghĩa đơn giản của ý thức đó chính là như lúc nãy đã nói, là những gì bạn có thể nhận định rõ ràng về nó, bạn biết rõ nó là gì, đó chính là ý thức. Còn tiềm thức là những cái gì liên quan đến cảm xúc, những cái niềm tin, những cái quan điểm, những cái hệ giá trị, những cái đức tin của bạn, những cái mà gần như là bạn sẽ không nhận thức rõ được về nó. Chỉ khi nào nó khơi lên thì nó tự bộc phát ra thôi. Giống như khi buồn cái tự nhiên không mình rơi lại, đó chính là tiềm thức, đúng không? Rồi đồng thời có những cái nó thuộc về vô thức, là những cái gần như là về bản năng. Và vô thức ở đây có thể hiểu được rằng đó chính là phần não bò sát của chúng ta. Và não bò sát của chúng ta được sinh ra với một cái chức năng như bao loài động vật khác, đó chính là gì? Khả năng sinh tồn và khả năng chỉ để sinh tồn và sinh sống qua một cái đời sống của một loài động vật thôi. Thì chẳng hạn như là gì? Có nghĩa là khi sợ, khi đó chứ một cái nguy hiểm liên quan đến tính mạng, chúng ta sẽ cùng có xu hướng là gì? Tự nhiên không chạy, đúng không nào? Thì đó chính là một trong những cái phản ứng rất tự nhiên của con người, hay nói đến thế là của động vật. Và tương tự như vậy, khi mà gặp những cái vấn đề gì đó nó thuộc dạng là sinh ra là đã có, chẳng hạn như là khi đau là sẽ khóc, khi đói là sẽ khóc, hoặc là khi đói là cần ăn, rồi bắt đầu khát là uống nước chẳng hạn. Đó là những cái nó thuộc về rất là bản năng và chúng ta cũng hoàn toàn có thể tự có được, đó được gọi là vô thức. Tuy nhiên, ở giữa ý thức, tiềm thức và vô thức, thực chất nó cũng có mối quan hệ với nhau. Ở đây đó chính là gì? Đó là bạn hoàn toàn có thể đưa được ý thức xuống tiềm thức, và đồng thời tiềm thức của bạn khi cần nó cũng sẽ quay trở lại, nó hỗ trợ cho ý thức của bạn. Chưa hết, ở đó nữa là khi bạn có tiềm thức nó cũng sẽ đi xuống được vô thức của bạn. Và rồi vô thức của bạn có nghĩa là sao? Thì vô thức gắn liền với bản năng, có nghĩa là nó dần dần biến một cái gì đó thành bản năng. Thì gần dần cái bản năng đó nó cũng sẽ tác động ngược lại lên chính cái tiềm thức của bạn. Thì để cho bạn có thể
nhìn ra và các bạn có thể tự tư duy để nhìn ra được cái mối quan hệ nó luôn luôn phi như vậy. Thì tôi sẽ giới thiệu như lúc nãy đã định nghĩa cho các bạn đúng không? Thì bây giờ để cho các bạn thấy rõ hơn thì tôi đưa ra một ví dụ là như thế này. Giống như là bạn hãy nhớ lại đi, là cái việc mà bạn ý thức, nếu mà bạn chịu khó bạn nhìn lại cái quá trình là một đứa trẻ, khi gọi là một đứa trẻ chúng ta không hề biết đi đúng không nào? Thì tại sao bây giờ chúng ta có thể đi một cách rất tự nhiên, là bởi vì chúng ta đã đi từ cái phần ý thức. Là lúc đứa trẻ nó được sinh ra, đứa trẻ được nhận thức là rằng là đứa trẻ cần phải đi. Thế là nó nhận thức bằng cách nó bập bẹ đi, có nghĩa là từng bước đi của nó có nhận thức. Nhưng rồi từ từ bằng niềm tin, quan điểm của nó lúc đó là gần như là không có gì hết. Nó chỉ biết là nó thích thì nó đi thôi. Nó gần như là không có một cái gì cả, chỉ có một cái hệ cảm xúc đó là vui và khao khát bên trong nó. Nó chính là tiềm thức. Có nghĩa là sao? Khi đi nhiều, khi đi dần dần và đi quen dần, thì cái hình thành niềm tin trong nó chính là nó có thể đi được và bắt đầu đi rất dễ dàng. Và qua một khoảng thời gian lặp đi lặp lại, từ từ cái việc đi của đứa trẻ nó sẽ trở nên ngày càng tự nhiên hơn. Và đến một lúc như chúng ta bây giờ thì chúng ta đã đi một cách mà chúng ta có thể đi, mà chúng ta cứ đi, chúng ta có thể sử dụng tay một cách rất thuần thục, và đồng thời chúng ta có thể nói đúng không nào. Tất cả những cái đó nó đã dần dần nó trở thành một cái dạng vô thức của chúng ta, có nghĩa là chúng ta sử dụng mà chúng ta gần như là nó thuộc về bản năng luôn rồi, có là bung ra. Thì việc bạn đi, việc bạn hành xử như thế nào một cách rất tự phát, nó đã được chuyển từ tiềm thức xuống vô thức. Vậy thì chúng ta sẽ cùng xem coi bằng cách nào mà tiềm thức, ở đây tôi sẽ nói kỹ về tiềm thức hơn, còn vô thức nó thuộc về bản năng rồi, có nghĩa là những gì mà bạn đưa xuống được cái tầng sâu nhất là tầng bản năng, thì mọi thứ bạn làm nếu đó là những cái bản năng tốt nó sẽ giúp cho bạn tiến rất xa, nhưng nếu đó là bản năng xấu thì bạn cũng phải cần tốn rất rất nhiều thời gian để bạn loại bỏ nó, nếu không nó sẽ ảnh hưởng hết phần đời còn lại của bạn. Thì ở đây ý thức là bây giờ chúng ta sẽ nói như thế này. Bây giờ chúng ta thấy được cái chiều đi từ ý thức xuống tiềm thức và tiềm thức đi vào vô thức đúng không? Và bây giờ chúng ta sẽ đi gần hơn ở cái chỗ là từ tiềm thức tác động đến ý thức. Tôi sẽ đánh mạnh vào hai cái này. Thì bây giờ lấy ra một ví dụ, đó là ví dụ về việc quan điểm. Tôi sẽ nói rất là đơn giản về quan điểm thôi. Là quan điểm như thế này, có một quan điểm là có nghĩa những người nghĩ đồng tiền là tội lỗi. Và có những người nghĩ được rằng là đồng tiền chính là thứ có thể giúp giải quyết được rất nhiều vấn đề trong cuộc sống. Thì bạn sẽ thấy được rằng họ sẽ quyết định như thế nào. Khi những người nghĩ rằng đồng tiền là tội lỗi, thì bạn nghĩ coi, khi mà họ đưa ra quyết định chính nhờ cái quan điểm này nè, nhiều khi họ không nhận thức được đâu. Bởi vì sao? Bằng cách là khi mà họ nghĩ như vậy đúng không, thì bắt đầu trong họ là gì, đưa họ đưa ra các quyết định là gì đụng đến đồng tiền, họ sẽ có cái cảm giác là không cảm thấy vui khi có quá nhiều tiền. Bởi vì sao? Đến lúc đó họ sẽ cảm thấy là có gì đó nó tội lỗi, và họ thấy rằng là việc mà theo đuổi đồng tiền một cách công khai sẽ là một cái gì đó nó rất tội lỗi. Thế là họ không khao khát, họ rất muốn kiếm tiền. Nhưng mà bằng cái hệ giá trị đó thì họ lại cảm thấy rằng việc kiếm tiền là tội lỗi, nên nó cứ cứng qua cứng lại và khiến cái hành động quyết định của họ trước những cái quyết định về việc là kiếm tiền nó sẽ bị giảm đi. Nhưng đối với những người nghĩ rằng đồng tiền là cái thực sự cần thiết để giải quyết được nhiều vấn đề, họ tin tưởng đồng tiền là không phải là tội lỗi, mà tội lỗi nằm ở chỗ là nghèo. Bởi vì sao? Bởi vì khi nghèo thì lúc đó người ta mới là cần tiền nhất. Và bởi vì khi không có gì tiền hết thì lúc đó người ta người nghèo mà đúng không? Bởi vì họ không thể kiếm tiền, nghèo quá không thể kiếm tiền được, nên là mới sinh ra tệ nạn xã hội. Và đa phần các tệ nạn xã hội đều xuất phát từ ai? Đều xuất phát từ những người nghèo. Do đó có thể thấy rằng hệ quan điểm giá trị của họ là như vậy. Nên họ nghĩ được rằng là gì? Họ nghĩ được rằng là nếu không thay đổi hệ suy nghĩ này thì họ sẽ bị rơi vào cảnh đó. Thế là họ tìm cách đưa ra những quyết định về tiền bạc rất là sáng suốt. Họ thấy được liên quan việc liên quan tới tiền là cụ thể và rõ ràng như vậy, thì họ sẽ có khả năng kiếm được nhiều tiền hơn trong cuộc sống. Và bạn muốn biết được rằng điều này đúng hay sai, bạn có thể đón đọc ba cái cuốn sách. Đó là cuốn sách Làm Chủ Tư Duy Thay Đổi Vận Mệnh của Adam Khu, cuốn sách là Bí Quyết Làm Tay Trắng Trở Thành Triệu Phú cũng của Adam Khu, và cái cuốn sách dễ dàng hơn cho bạn về cái quan điểm này, đó chính là cuốn sách Bí Mật Tư Duy Triệu Phú. Khi bạn đọc cả ba cuốn sách này, bạn cũng có thể tham gia một cái khóa học, đó là lập trình ngôn ngữ tư duy. Bạn cũng sẽ hiểu hơn về cái sự vận hành của cả ý thức, tiềm thức, vô thức, đồng thời cũng hiểu hơn rằng về thêm một cái tầng nữa rằng là làm sao liệu cái quan điểm của mình về tiền bạc, quan điểm của mình về giàu có nó đúng hay nó sai, và cái quan điểm đó nó đang kéo mình hay nó đang giúp mình. Bởi vì sao? Tất cả những cái quan điểm của bạn nó sẽ tác động đến ý thức của bạn, bởi vì cảm xúc, con người đa phần hoạt động dựa trên cảm xúc. Đó chính là lý do tiềm thức nó nằm ở đây, lý trí là nó nằm ở đây, còn tiềm thức là nó thường đa phần nó liên quan đến cảm xúc đó. Thì do đó bạn sẽ thấy là nó tác động đến hầu hết mọi việc của chúng ta. Và bạn sẽ thấy đó là một cái loại ví dụ mà mình đưa ra cho bạn thấy được rằng là tiềm thức sẽ tác động đến, quyết định đến cái ý thức của bạn. Rồi, vậy thì để mà rõ hơn thì do đó các bạn có thể thấy được rằng là
Giống như là mình sẽ đưa ra một ví dụ kế tiếp, đó là ví dụ của về những cái vận động viên chuyên nghiệp. Bạn nghĩ được rằng có người nào sinh ra mà không cần luyện tập mà họ hoàn toàn có thể trở thành vận động viên chuyên nghiệp hay không? Lionel Messi, bạn có nghĩ rằng anh ấy không cần luyện tập, anh ấy không cần gì hết, anh ấy có khả năng là mãi mãi thắng gì hay không? Nếu bạn trả lời là có thì mình nghĩ bạn nên suy nghĩ lại. Và bởi vì sao, dù là bẩm năng thiên tài hay cái gì đi nữa cũng cần phải có cái sự luyện tập thì họ mới có thể dần dần được phần phục như vậy, đúng không? Thì bạn sẽ thấy như thế này, bởi vì sao, khi có ý thức ban đầu mình nói về, chẳng hạn như là mình nói lấy ví dụ về những cái vận động viên trực tiếp, bạn nếu mà bạn xem những cái pha mạo hiểm á, bạn sẽ thấy được rằng là tại sao họ có thể làm được như vậy. Thì bạn sẽ thấy được rằng là đầu tiên ý thức, khoảng thời gian mà họ đổ mồ hôi sôi nước mắt, họ luyện, họ dùng ý thức của họ để chi, để họ có thể thuần thục được cái kỹ năng đó. Nhưng để có thể thuần thục được kỹ năng đó thì cảm xúc của họ phải rất tích cực và họ phải có một cái niềm tin mạnh mẽ vào cái việc là họ có thể làm được, và bao nhiêu nước bạn cũng không làm họ gục ngã. Do đó chính vì cái niềm tin như vậy, họ đã khiến cho ý thức đưa ra những cái quyết định là hành động liên tục, sửa sai, điều chỉnh để cuối cùng họ có thể làm được điều đó. Và khi họ làm được điều đó rồi, có nghĩa là những quyết định của họ chính xác, ở đây có nghĩa là những cái hành động của họ, họ có thể dần dần điều chỉnh được cái kỹ thuật, cái cách đi của mình lúc đầu, giống như là cái cách trượt nó nên như thế nào, nên như thế này, nên làm như thế kia, thì họ đã nắm được từng kỹ thuật cơ bản, họ triển khai từ từ và họ tự đặt mình vô những cái môi, những cái đẳng cấp cao hơn. Thì khi đó họ luyện dần dần, nó bắt đầu nó trở thành tiềm thức, là bắt đầu họ có thể quen dần với nó và họ có thể tin vào nó, họ làm tốt. Và vô tình tiềm thức, khi mà bạn thấy là cái gì lặp đi lặp lại nhiều thì nó sẽ đi thành tiềm thức, và tiềm thức lúc này á, bạn sẽ phản ứng một cách rất tự nhiên trước những cái pha đi sườn dốc đồ này nọ, đúng không? Thì khi đó tiềm thức, bởi vì nó thường xuyên liên tục quen đến như vậy, thì vô tình dần dần nó sẽ trở thành một cái được gọi là vô thức. Do đó bạn thấy là những cái vận động viên chuyên nghiệp này, nên khi gặp bất kỳ những cái nguy hiểm nào đó, chẳng hạn tương tự về cái việc né tuyết chẳng hạn, họ có thể phản xạ rất là nhanh, đùng một cái tự nhiên không là bạn thấy được rằng là họ có thể né, họ có thể lách được rất là dễ dàng. Bởi vì sao, vô tình cái tiềm thức của họ đã được chuyển thành cái vô thức, là những cái hoạt động nó mang về thành bản năng luôn. Do đó bạn có thể thấy rằng cũng chính vì cái bản năng đó nên dẫn đến là gì, có thể là tiềm thức của họ quay ngược lại được rằng là họ có thêm cái niềm tin là họ có thể xử lý linh hoạt được tất cả mọi việc, và do đó quyết định của họ sẽ trở nên linh hoạt hơn. Thì bạn sẽ thấy được rằng trong cái việc của một vận động viên chuyên nghiệp, họ cũng phải trải qua. Và mấu chốt ở đây của việc để làm sao đẩy được mọi thứ đi xuống tiềm thức hoặc là vô thức, đó chính là việc lặp đi lặp lại. Bằng cách lặp đi lặp lại một cái gì đó nhiều lần là bạn vô tình bạn đào sâu được cái cách neuron liên kết thần kinh của bạn, giúp cho bạn có thể dần dần biến những gì bạn có trở thành một cái bản năng của bạn luôn, là nó dần dần vô thành vô thức. Và chính điều này cũng giải thích được một điều, đó là gì? Những người mà không chú ý kỹ đến tất cả những gì mình đưa ra quyết định, đến tất cả những gì niềm tin của mình, thì dần dần những cái đó nó sẽ trở thành một cái rất là bản năng của bạn. Mà những gì mà đã liên quan đến bản năng của bạn, nếu nó sai ngay từ đầu thì chắc chắn nó sẽ dẫn bạn đi đến những cái con đường sai về cả lối tư duy và về cả những quyết định trong cuộc sống. Và từ đó nó sẽ dẫn đến là gì? Thành công và thất bại của bạn trong cuộc sống. Vậy từ đó đúc kết ra một điều, để mình có thể thành công và phát huy tối ưu tiềm năng bên trong chính bản thân của mình, thì trước tiên chúng ta cần phải thay đổi được cái tiềm thức của chúng ta. Nhưng có thể là tiềm thức của chúng ta nó đã được gieo quá lâu rồi, thì chúng ta làm sao để có thể thay đổi tiềm thức tức thời? Thì từ ý thức đi xuống tiềm thức có rất là nhiều cách, và một trong những cách rất phổ biến đó là lặp đi lặp lại bằng một cái cảm xúc tin tưởng dần dần ngày tháng. Nó sẽ khiến cho tiềm thức của bạn được thay đổi. Và khi tiềm thức thay đổi, từ từ bạn cũng vô tình bạn cứ lặp đi lặp lại những cái niềm tin đó trong nhiều bối cảnh khác nhau, và nó sẽ trở thành một cái bản năng của bạn. Vậy là bạn đã vô tình giúp cho bạn có thể xây dựng được một cái hệ vô thức, một cái hệ bản năng tích cực và một cái hệ bản năng giúp cho bạn thành công trong cuộc sống. Nhưng nếu bạn không lựa chọn như vậy, bạn vẫn tiếp tục giữ hệ niềm tin cũ, bạn đưa ra những cái quyết định dựa trên cái hệ niềm tin cũ, thì cái hệ niềm tin của bạn dần dần nó được xây dựng dần qua thời gian, nó dần dần biến thành bạn một cái rất là quen thuộc với bạn, và bạn tin rằng nó là một cái thuộc về bản năng của bạn, thì gần như mọi quyết định trong cuộc sống bạn sau này nó sẽ thực hiện một cách rất bản năng. Ví dụ như thấy sợ là chạy vậy á, thì tương tự giống như thấy thành công là bạn sẽ chạy. Bởi vì sao? Những cái niềm tin tiêu cực, những cái niềm tin không đúng của bạn tại đây nó sẽ quyết định lên cái bản năng vô thức của bạn. Vì vậy hãy lựa chọn cho mình cách để mà mình có thể tư duy đúng đắn, cách để đưa lại chọn lọc những cái ý thức thật là tuyệt vời và suy nghĩ kỹ hơn về những cái gì mà mình chuẩn bị đưa ra quyết định, để nhìn nó ở một góc độ tích cực hơn. Bởi vì bạn phải học cách để thay đổi được dần từ cái quyết định này của bạn.
từ ý thức của bạn để dần dần nó chuyển thành tiềm thức của bạn, và sau đó nó sẽ chuyển thành vô thức của bạn, và để rồi một ngày, để rồi tiếp tục tiềm thức đó sẽ củng cố lại được ý thức của bạn và giúp cho bạn củng cố lại được cái tiềm thức của bạn ngày càng tốt hơn. Và mình có thể khuyến khích các bạn đó chính là bạn có thể đọc sách nhiều hơn, bởi vì không có cái gì khác ngoài kiến thức có thể giúp cho bạn phát triển được cái tiềm thức này tốt hơn cả. Bạn cũng có thể tham gia các khóa học đào tạo phát triển bản thân, những khóa học về dạy làm giàu, về rất là nhiều thứ. Tất cả đầu tư vào bản thân mình luôn luôn là có lợi, nên đừng bao giờ tiếc cho nó cả. Và bạn sẽ thấy được rằng bạn sẽ có thêm nhiều hệ giá trị mới, bạn sẽ có thêm nhiều cái tác dụng mới hơn để giúp cho bạn phát triển tốt hơn trong cuộc sống. Phần nói về não bộ, tiềm thức, ý thức, tiềm thức và vô thức đến đây là kết thúc. Hy vọng rằng là các bạn đã có một cái nhận định, có thể có phải phân tích kỹ hơn về khái niệm ba cái này và vận dụng nó thật tốt trong cuộc sống của mình. Và hẹn gặp các bạn ở cái phần kế tiếp của tổng quan về não bộ.